Hello, xin chào anh em và mình là Hoàng Bầu đây. Trước đây thì channel chúng mình đã làm khá nhiều về Asus TOS A15 như là review máy này, so sánh máy này hay là đập hộp này. Thì với CPU AMD thì đây là một chiếc máy được rất là nhiều anh em quan tâm bởi nó vừa có cấu hình mạnh, ngoại hình cũng rất là cá tính, độ bền chuẩn quân đội và giá cũng cực kỳ là phải chăng nữa. Và hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em cũng là chiếc TOS A15 nhưng mà nó sử dụng chip Ryzen 7. Và giá của chiếc máy mới của phiên bản này ở thời điểm hiện tại thì vào khoảng 25 triệu đồng. Nhưng ở thời điểm này, tại cửa hàng laptop AZ, anh em hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một phiên bản line new chỉ với giá vào khoảng 23 triệu đồng thôi. 23 triệu đồng mà Ryzen 7 anh em ạ. Ok không? Và nếu như anh em đang quan tâm đến chiếc máy này thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết và link sản phẩm mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả để cho anh em tham khảo nhé. Và anh em đã sẵn sàng cùng mình khám phá chiếc máy này chưa? Vậy thì bắt đầu thôi. Ở video trước thì mình có chia sẻ cho anh em top những chiếc laptop sử dụng CPU của AMD. Thì mình có nói rằng là mình rất là thích chiếc TOS A15 đúng không nào? Và ở phiên bản này thì mình còn phấn khích hơn rất là nhiều khi nó đang sở hữu cho mình cấu hình Ryzen 7 4800H, các GTX 1660T, RAM 8GB và SSD 512. Và đặc biệt nó vẫn giữ cho mình màn hình 144Hz anh em ạ. 144Hz mà 23 triệu đồng, quá là ngon đúng không? Và cùng tầm giá 23 triệu thì chúng ta có chiếc máy nào ta? À, chúng ta có chiếc máy Evo Gaming và Dell Snapdragon SE. Thì với Evo Gaming có cấu hình tương đương với Core i7-9750H, card GTX 1660Ti. Tuy rằng là màn hình có phổ màu cao hơn ấy, và chất liệu cũng là bằng kim loại. Thế nhưng mà Evo Gaming thì lại là một thương hiệu khá mới và lại rất ít người biết đến. Cho nên nó sẽ dễ khiến cho nhiều anh em phải phân vân và mất thời gian cân nhắc trước khi mua. Còn với Dell SE thì lại đến từ một thương hiệu lớn. Và chiếc máy này sử dụng chip Ryzen 5 4600H, card RX 5600M tương đương với card 1660Ti. Thì đây là một mức cấu hình cũng rất là vượt trội trong tầm tiền. Tuy nhiên thì màn hình của chiếc máy này chỉ có độ phổ màu ở mức trung bình thôi. Và tần số quét cũng chỉ là 60Hz. Và đôi khi chúng ta chơi game ở những cái tựa game nặng thì nó sẽ bị quá nhiệt. Và cùng cấu hình đi. Cùng cấu hình thì chúng ta có chiếc Legend 5 có cấu hình y hệt như chiếc TOS A15 phiên bản này. Và cũng là màn hình 144Hz nhưng phổ màu lại cao hơn này, chất lượng build tốt hơn này, bàn phím rất là ngon vân vân mây mây nữa. Tuy nhiên thì chiếc máy này lại ở mức giá là 28 triệu đồng cơ và nó lại chưa phải là lựa chọn hợp lý cho anh em hạn chế về tài chính và không quá khắt khe về mặt hình ảnh. Và nếu như anh em muốn sở hữu cho mình một chiếc máy cấu hình cao cho nhu cầu chơi game mà mức giá lại phải chăng như này thì chiếc máy ở phiên bản này là một lựa chọn hợp lý về mặt kinh tế. Và với một cấu hình mạnh như thế này thì tản nhiệt của chiếc máy này được nâng cấp hơn so với bản card 1650 khi nó đã được trang bị thêm một ống đồng và ta có thể dễ dàng nhận thấy ở phía mặt lưng. Và mình đã test qua tựa game Battlefield 5 và Call of Duty Warzone thì đây là hai tựa game nó cũng khá là nặng và mình đã thiết lập ở hai setting thì khung hình cho ra ở mức vào khoảng 85-100fps, xung nhịp giữ ổn định là 4.0 và không xảy ra hiện tượng throttling. Tuy nhiên thì tản nhiệt chưa thật sự ấn tượng khi nhiệt độ đã dao động vào khoảng 88 đến 91 độ ở chế độ quạt turbo. Và mình có đọc một số comment của một vài anh em thì có nói rằng là do đáy của chiếc máy này được thiết kế ít khe tản cho nên là làm cho chiếc máy này nóng hơn. Thì điều này đúng. Thế nhưng mà cách thiết kế này thì theo mình là để đảm bảo cho tiêu chuẩn quân đội mới LSTD810H để giúp cho chiếc máy này hạn chế những cái tác nhân gây ra bên ngoài có thể là gây ra hỏng hóc linh kiện ở phía bên trong. Và để gánh một cấu hình cao cho một thân hình mỏng nhẹ như vậy thì nhiệt độ nó chưa được mát mẻ là điều cũng dễ hiểu thôi. Tuy nhiệt độ thì có hơi cao một chút đấy, thế nhưng mà khi chơi game thì xung nhịp vẫn giữ rất là ổn định và FPS cho ra là trên 85 với những tựa game nặng. Và quạt gió thì cũng không quá ồn và cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều cho mình khi trong quá trình mình sử dụng. Và tản nhiệt thì có thể chưa phải là lợi thế của chiếc máy này. Tuy nhiên thì với mức giá 23 triệu nó lại đang rất là work với cả cấu hình mạnh mẽ cùng tần số quét 144Hz. Cho nên là cho chúng ta một cái trải nghiệm chơi game thực sự là tuyệt vời. Chúng ta vừa đi sâu vào bên trong như là cấu hình này, hiệu năng hay là tản nhiệt. Thì bây giờ chúng ta hãy đi ra phía bên ngoài để chúng ta có một cái nhìn tổng quan hơn về ngoại hình của chiếc máy này. Thì chiếc máy này vẫn giữ nguyên cái thiết kế đậm chất quân sự, hiện đại nhưng mà không quá là gai góc gaming. Ở phía mặt lưng thì là một chất liệu nhôm magie và với cách trang trí 4 đinh tán và logo mang cả tính đặc trưng của thương hiệu. Ở khung máy tuy được làm từ nhựa đấy, thế nhưng mà chiếc máy này đã được trải qua những bài test khắt khe để có thể đạt được tiêu chuẩn quân đội Mỹ. Và ở chiếu nghỉ tay thì được trang trí phay xước và khe tản nhiệt cũng được vắt chéo trông nó cũng rất là hiện đại. Cùng với đó là logo TOS được dập nổi với phần gồ lên tạo điểm nhấn nổi bật kể cả khi chúng ta mở máy hay là chúng ta đóng máy.
Và nhìn chung ở với mức giá 23 triệu đồng này thì chúng ta có ngoại hình cá tính và độ bền cao như vậy thì đó cũng là một điểm cộng khá là lớn trên chiếc máy này. Và về màn hình, tất nhiên rồi, chúng ta có một màn hình Full HD IPS, tần số quét 144Hz, độ phổ màu 64% sRGB, 49% Adobe RGB và độ sáng 230 nit. Thì theo mình đánh giá, phổ màu này chỉ dừng lại ở mức trung bình thôi. Có thể anh em làm về đồ họa sẽ hơi kén mắt một chút, thế nhưng bù lại trải nghiệm chơi game trên màn hình này thì thực sự là quá đã mắt. Và chúng ta có thể thoải mái chơi game ở mọi nơi mà cũng không cần quá lo lắng về độ sáng. Về phần khung bàn phím thì chúng ta có một bộ bàn phím hành trình sâu, phản hồi nhanh và nhạy, gần như không xảy ra hiện tượng flex, giúp cho chúng ta thoải mái làm việc với các tác vụ văn phòng hay là khi chúng ta chơi game trong thời gian dài. Và một điểm mình rất là thích trên chiếc máy này là bàn phím được tích hợp đèn LED công nghệ Aura RGB rất là sáng và có thể điều chỉnh ở 4 độ sáng theo 4 kiểu sập sình khác nhau, nhìn nó rất là bắt mắt anh em ạ. Và cái điều này giúp cho tăng phần ngoại hình cho cái bàn phím của chúng ta nó lung linh hơn này và hỗ trợ tốt khi chúng ta sử dụng ban đêm. Ở phía bên dưới thì chúng ta có một chiếc touchpad được phủ nhựa mịn, hỗ trợ Windows Precision Tracking đa điểm nhạy, mượt mà. Và ngoài ra thì loa của chiếc máy này được trang bị công nghệ DTS:X giống như là chiếc Nitro 5 2020 vậy, để tối ưu cho anh em khi chơi game FPS, giúp cho chúng ta nghe rõ được vị trí của tiếng bước chân này, tiếng súng, hay là chúng ta sử dụng để nghe nhạc có lời, nhạc nhẹ thì cũng rất là ổn trong tầm tiền. Về mặt nâng cấp thì chiếc máy này cũng được hỗ trợ rất là đầy đủ luôn. Chúng ta có 2 khe RAM, 2 khe NVMe để cho anh em chạy RAID, hay là chúng ta có được thêm một khe HDD 2.5 nữa. Và tổng kết lại, với 23 triệu thì chúng ta có một cấu hình cao với Ryzen 7, card 1660T, màn hình tần số quét 144Hz, chơi game rất là đã, hiệu năng ổn định, thiết kế cá tính cùng với độ bền chuẩn quân đội. Thì thực sự với mình, 23 triệu đây là một chiếc máy quá ngon và nó rất xứng đáng để cho anh em sở hữu. Và anh em muốn chia sẻ gì về chiếc máy này thì hãy bình luận ở phía bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho channel của Laptop AZ nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.